Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này còn cách Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 còn hơn một tháng nữa. Nhưng trong thời gian gần đây thì trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều những cành mận rừng trắng, cành đào mini, cốt bonsai, hoa thực dược với nhiều mức giá khác nhau đã khiến cho người dân cảm nhận rằng Tết Nguyên đán đã rất cận kề. Mặc dù hôm nay chỉ mới ngày 28 tháng 11 âm lịch, nhưng một số nhà vườn, tiểu thương đã mang các loại cây cảnh, hoa Tết xuống phố phục vụ nhu cầu trang trí của người dân dịp lễ Noel và Tết Dương lịch. Chị Võ Thị Hương, chủ nhà vườn trên đường Hồng Bàng, thành phố Vinh cho biết, chuẩn bị cho bà con chơi Tết sớm, nhà vườn đã có rất nhiều cây cảnh hoa xuân để bán ra thị trường. Đặc biệt, nhà vườn đã nhập hoa giấy thế ngũ phúc, quất bonsai từ hơn nửa tháng nay. Các năm trước thì khách hàng đến hỏi về để mua quất bonsai về chơi Tết, chơi Noel, chơi Tết Dương rất nhiều. Mà lại bọn em này lấy về muộn quá cho nên là năm nay sẽ quyết định lấy về sớm hơn. Nhưng mà năm nay thì quất nhà em nhập thì có thì đắt hơn mọi năm khoảng gấp đôi đó. Bán ra thì trung bình nhà em bán ra một ngày khoảng tầm 40-50 cây. Năm nay em thấy nhiều người đi mua quất rất sớm. Nhìn chung cây cảnh hoa xuân có giá tùy thuộc vào từng loại cây, thế, dáng cây, hoa. Nhưng tại thời điểm này, một số tiểu thương cho biết một bó thực dược có giá từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng. Đào mini được bán với giá từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng một cành. Quất cảnh bonsai khoảng 150 đến 350.000 đồng một chậu. Hoa giấy thế có giá từ 750.000 đồng đến 2 triệu đồng. Tôi đưa các cái loại hoa như kiểu thực dược về hoa đào về sớm để đáp ứng các cái nhu cầu của các người dân là vừa có kế hoa vừa có chụp ảnh phục vụ cả phục vụ dịp Tết cận kề. Nhưng bây giờ còn cách Tết hơn một tháng thì giá cả như thế nào? Giá cả thì cũng bình thường. Năm nay rét muộn nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của cây. Quất đã lác đác quả xanh lẫn quả vàng, đào mận đã bùng nở. Theo ý kiến của nhiều người thích chơi hoa Tết sớm, thì mỗi thứ cây cảnh hoa có một vẻ đẹp riêng làm cho không khí, tinh thần, cuộc sống vui hơn. Cái bó hoa này rất là hợp với những cái thời tiết như thế này. Khi bọn em đến và lựa chọn những cái nào cám màu đối với là giới trẻ thịnh hành cũng như là sự yêu thích của bọn em trong cái mùa này. Không khí Tết đang rất là rộn ràng đến thành phố Vinh của chúng ta. Mẫu mã cả cái loài hoa thì cũng rất là đa dạng. Cho nên là chúng tôi có rất là nhiều sự lựa chọn khi đến các cái cửa hàng hoa và chúng tôi thoải mái được chụp những tấm ảnh thật là đẹp. Những cành đào, cành mận, tuyết mai, thực dược đã được mang về bày bán tại chợ hoa và một số địa điểm bán cây cảnh quen thuộc trên các tuyến phố đón Tết sớm, khiến người dân thích thú trước không khí của mùa xuân đang đến rất gần.